Một bên này thôi. Còn đâu, đâu cần biết đâu rồi. Xe đi xe. Xe đâu em. Đấy, kêu cái gì? Kêu thôi ấy. Ừ. 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 Kêu cho em xin thế, gửi lời chào đến ban giám khảo đấy. Thì cô giáo các bạn học sinh đang xem ạ. Hôm nay lớp em sẽ giới thiệu với ạ. Em tên là... Em tên là Nguyễn Dương Nhật, bạn thương nặng em này tên là Trần Quốc Việt ạ. Bọn em đến từ lớp 1 năm 10, hôm nay bọn em giới thiệu sản phẩm mô hình quạt gió tạo oxygen để nuôi trồng tôm cá. Bộ phận máy của em cấu tạo gồm khoảng 2 trục sắt và 2 lít và 1 mắt xích. Giới thiệu đâu chỉ ra kia nó bị vây hoa kiểu thế ạ. Bảo là kiểu thế ạ. Như cơ hàng thì cất hàng chung chuẩn của em. Hàng của em hàng chung chuẩn ạ. Bảo kiểu thế như này. Nhà học nhưng mà hoàn không. Nhưng mà kiểu thế. Đương nhiên. Kiểu thế. Máy của em tạo ra để tại cái máy quạt gió tạo oxygen khác nếu như mà sử dụng bằng điện thì nó khá là tốn kém về chi phí. Nếu như mà em sử dụng máy điện thì em chi phí máy ở ngoài máy điện thì thường sẽ ở ngoài trời sẽ không được có thể bảo quản được tốt, nó sẽ là gây hỏng điện và không có cái chạy bằng gió năng lượng gió. Nhưng mà chúng ta cái gió chỉ là mô hình bé mà to hơn thì sử dụng cái mô hình to hơn ạ. Có nên sử dụng cái này thực tế cái cột kia cao bao nhiêu thì toán có đây là mô hình bé là còn thực tế tầm 2 mét đồng thời 2 mét là rồi quay như là nó cô tạo một lúc đấy hàng kia cái là nó hỏng rồi không nó không dùng ổ bi anh cho nên là độ đồng tông giữa trục và độ cái đế rồi lúc á làm nó bị vế nó bị lệch nhau rồi nên phải giữ không được đúng không? Thế là do mình làm thôi. Em tự làm đấy là tự làm đúng không? Vâng, tự làm. Cái này cũng không có vòng bi à? Không có vòng bi, không có bạc đó. Nó chỉ bằng gì? Chỉ quan vào cái lỗ bình thường thôi. Tức là chỉ trong trống quay vòng bi thôi đúng không? Nhưng mà đấy quay sao được? Nhưng mà gió quay sao được? Ý của nó không định mà. Cái vòng bi nó cũng rất đơn giản. Cái vòng bi trong quay nó tóm lại là mục đích cái này để làm gì cho tôm? Cái này là gì nhỉ? Là oxy. Gió nó nhờ gió nó yếu rồi bây giờ mình không có vòng bi quay trơn. Thì làm sao mà nó quay được? Đúng không? Cái vòng bi nó phải quay tạo oxy. Tạo sức gió. Còn như quạt gió mà sử dụng quạt kiểu khác. Cánh kiểu khác. Thế đây gọi là mô hình thôi. Cái thực tế người ta dùng cái này thực tế xem đâu có tiêu ở miền những tỉnh miền trong tại địa chỗ mình thì ít Hà Nam chưa có Hà Nam mình ít đâu còn về có phát triển được là vùng phía xe đấy là có thế nhưng mà cái mà ngày đó chúng mình có thì mình có nó thì sẽ chạy được cái này là người ta chỉ dùng trong cái miền miền thôi đúng rồi miền trong là miền Nam đúng rồi vì cái vùng giáp gió là mạnh đấy gió mạnh để lấy được sản nhiều thì đó nó cũng rồi thì nó tạo ra cái tốc độ cũng vậy không phải sao chứ còn vùng mình ở vùng đây chẳng có gió to đâu rồi 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 có các bạn